Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, đến với video ngày hôm nay thì Vượng Hạnh TV tiếp tục cập nhật và chia sẻ một số cái thông tin liên quan tới đàn gà con và ekip quản lý. Thì trong buổi tối ngày hôm qua là một cái đêm thật sự rất là tuyệt vời đối với gia đình của chị Phi Nhung, thưa toàn thể quý vị. Trong số đó thì quản lý Diễm Phạm đã cùng với đàn gà con, thưa quý vị khán giả, đến một cái nơi rất là đặc biệt, và đàn gà con đã cùng với quản lý Diễm Phạm đến một nơi này, mong muốn thực hiện những gì mà chị Phi Nhung đã và đang làm. Và thật sự thì đối với đàn gà con, khi mà đến những cái nơi mà mẹ Phi Nhung đã từng đi qua thì nơi đó đã ghi một cái dấu ấn rất là đậm nét, thưa quý vị, đối với những gì mà mẹ Phi Nhung đã và đang cống hiến. Cuối cùng thì đàn gà con cũng làm một cái điều hết sức là đặc biệt trong cái buổi tối ngày hôm qua, thưa quý vị. Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Diễm Phạm và một số các con thì quản lý Diễm Phạm có đăng tải trên cái trang cá nhân của mình hái lộc bình an, tức là ở chùa Thiên Hậu Bình Dương. Nơi đây diễn ra một cái lễ hội rất là đặc biệt trong cái ngày rằm. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì tối ngày đêm qua cũng có sự xuất hiện của Trường Sang. Thưa mọi người cũng biết những cái vật dụng toàn hoe, thưa quý vị khán giả, thì nơi đây những cái món này thường xuyên bán ở những cái lễ hội rất là đặc biệt. Thì ba Diễm Phạm cũng đã đến nơi này và xin lộc. Thì Đức Hiếu cũng đã vào bình luận và xin lộc. Quản lý Diễm Phạm xin gia đình được bình an. Thì trong cái buổi tối ngày hôm qua thì Trường Sang cũng đã đăng tải trên bảng tin lời ca bay xa khắp chốn địa bàn, là bờ vai hiên ngang đứng giữa mây ngàn. Và Tuyết Nhung cũng đăng tải trên cái bảng tin mấy chị em cùng trên chuyến xe. Đặc biệt dạo gần đây thì Tuyết Nhung cũng có những cái video ngắn rất là vui luôn, thưa toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị. Những cái video mà rất là hài hước, giải trí. Tuyết Nhung thì dạo gần đây mà với cái tâm hồn được an nhiên, bình an và thoải mái, thì Tuyết Nhung cùng với mấy anh chị em trong nhà thật sự giờ đây đang có những cái cảm xúc nhất định, thưa quý vị. Trong cái thời gian vừa qua thì đàn gà con cũng đang có những cái dự định và có những cái ước mơ thật sự rất là tuyệt vời, thưa quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị khán giả. Cho nên là tất cả chúng ta đã và đang chờ đợi những cái điều hết sức là đặc biệt này, đúng không ạ? Thì mới đây chị Chi Si Phương Trinh cũng đăng tải trên cái trang cá nhân của mình khi mà chị chụp một cái tấm ảnh của Wendy. Chị có chia sẻ như sau: một cô y tá, niềm tự hào của mẹ Nhung. Bác sĩ có dặn là từ 7 đến 10 ngày thì có thể trở lại để cắt chỉ. Tính ra thì từ hôm bị thương cho tới nay là đã được một tuần, mà ngày mai thì mình phải bay đi xô, nên sáng nay quay lại văn phòng y tế để các bác sĩ sẽ xem vết thương đã lành hẳn chưa và có thể lấy chỉ ra được chưa. Ở bước vào cái phòng mà thấy bệnh nhân nào ngồi đợi, mừng quá, số hên, hôm nay không phải chờ lâu. Ai vừa bước đến quay thì cô y tá bảo sáng giờ bác sĩ không gặp bệnh nhân. Kính thưa quý vị, là vì uống nước ở văn phòng bị bể, nó có thể trưa nay sẽ sửa xong. Thế là tiêu nghỉu đi về. Đến trưa gọi đến văn phòng cũng không thấy ai bắt máy. Kiểu này chắc ống nước chưa sửa xong, nên mình quyết định đi đến cái văn phòng y tá khác cũng ở gần đó. Nơi này có 4 người đang ngồi chờ,
kiểu này chắc cũng phải hơn một tiếng mới tới lượt mình. Đang phân vân không biết nên ngồi chờ hay đi về, hôm nay có hẹn đi ăn với Wendy lúc 2 giờ mà đó đã hơn 1 giờ. Lúc đó đã hơn 1 giờ thưa quý vị. Đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn từ Wendy bảo là 20 phút nữa sẽ có mặt ở nhà hàng. Thế là chưa kịp mà đền tờ giấy hết, tức là điền tờ giấy hết là bỏ đi một mạch luôn. Hai dì cháu hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng phở của đứa em kết nghĩa vừa mới mở ở một nơi rất là đặc biệt ở Mỹ thưa quý vị khán giả. Vừa ăn vừa hỏi thăm cuộc sống của Wendy bên đó như thế nào, cháu có cái dự định của cháu. Cháu có biết cái dự định của cháu là sẽ học tiếp tục và tự nhiên sực nhớ ra Wendy là y tá. Lúc đó thì nhờ Wendy xem dùm cái vết thương, nếu nó lành một cách tốt đẹp thì mình khỏi trở lại phòng y tế. Trong xe của mình luôn có hộp sơ cứu, trong đó có đầy đủ đồ nghề luôn. Nên là Wendy lau vết thương và thay băng cho dì ngay tại chỗ luôn. Sau khi xong thì Wendy nói tay dì còn đang lành thì đi xô rồi cắt chỉ. Ở trong lúc Wendy đang chăm sóc chăm chút cho vết thương cho dì Trinh ấy, thì dì lại chăm chú nhìn Wendy. Không ngờ con bé có đôi mắt to ngơ ngác năm nào, bé như cây kẹo mút, bây giờ đã hơn 30 và là một y tá đang chăm sóc vết thương cho dì. Mẹ cháu ở trên cao nhìn xuống chắc sẽ tự hào lắm. Cái cảm giác mà nhìn con của mình khôn lớn thì chắc hẳn Phi Nhung sẽ rất là mừng. Và cảm ơn Wendy đã tiết kiệm cho dì một chuyến gặp bác sĩ ngày hôm nay. Thì dì mong con và các con của con sẽ có một cuộc sống mới và tốt đẹp ở bên Florida, giữ gìn sức khỏe và cố gắng học để sau này nhà mình sẽ có một nữ bác sĩ theo mong ước của mẹ con nhé. Đó là những cái lời chia sẻ của chị CG Phương Trinh ngay sau khi gặp được đứa cháu làm y tá là Wendy. Thật sự thì là cái cảm xúc rất là xúc động luôn thưa quý vị khán giả. Thì đó là những cái lời chia sẻ của hai dì cháu. Kính thưa quý vị, là Wendy hiện tại thì cuộc sống của em ấy cũng rất là ổn và em ấy cũng đang trên cái đà phát triển cho đến ngày hôm nay. Và Wendy cũng không quên liên tục điện cũng như là hỏi thăm đến Tuyết Nhung và Thiên Ngân và đến đàn gà con của chị Phi Nhung. Và Wendy cũng mong rằng cho các em là sau này sẽ cố gắng vượt qua tất cả mọi cái khó khăn, gian khổ và hãy chú tâm luyện tập để mà có những cái lời hát, lời ca, tiếng hát để mà đem cống hiến cho toàn thể các quý vị khán giả trong và ngoài nước. Thì Wendy cũng vẫn biết rằng anh Mạnh Quỳnh trong cái thời gian này cũng vẫn luôn sát sao và luôn luôn chăm chút cho các con, tức là Tuyết Nhung và Thiên Ngân đấy thưa quý vị. Cũng mong cho các con sẽ luôn khỏe mạnh và luôn luôn được phát triển trong tương lai sau này. Thì quản lý Diễm Phạm gần đây thì các quý vị cũng đã biết là anh ấy cũng vừa mới có sinh nhật xong, các con cũng đã gửi lời chúc và mua bánh mua quà cho ba Diễm Phạm rất là nhiều. Thì cái thời gian này thì cũng là cái thời gian mà hơi được nghỉ ngơi một chút do những cái live show nó chưa diễn ra. Thì quản lý Diễm Phạm vẫn không quên dạy bảo các con và cân nhắc cho các con trong cuộc sống này. Mong sao cho tất cả các con sẽ luôn được bình an và mạnh khỏe, đặc biệt là Tuyết Nhung và Thiên Ngân, để tới đây sẽ có những cái live show thật là tuyệt vời hơn nữa để cống hiến cho tất cả quý ông bà, cô bác anh chị trong ngoài nước, để mọi người được thưởng thức những cái làn điệu, những cái ca khúc mà các con thể hiện, cũng như là những cái bài hát mới của anh Mạnh Quỳnh đã gửi cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Cái điều này thì quý vị khán giả cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nghe những cái tin rất là hay như này, đúng không ạ? Thì trong cái cuộc sống thì quý vị cũng đã biết là Tuyết Nhung và Thiên Ngân ngoài những cái việc live show ra thì còn phải buôn bán những cái mặt hàng online để mà cố gắng kiếm thêm thu nhập ở trong cuộc sống, để cho cuộc sống nó đỡ vất vả thêm thưa quý vị. Thì cả Quỳnh Trang cũng vậy, Quỳnh Trang là một người chị trong nhà, nhưng lúc nào em ấy cũng dạy bảo cho Thiên Ngân và Tuyết Nhung rất là nhiều trong những cái lời ca tiếng hát. Và Quỳnh Trang cũng không quên gửi lời cũng cảm ơn tới quý vị khán giả là cũng đã
theo dõi đàn gà con trong cái thời gian vừa qua. Và Vượng Hạnh TV cũng xin được cập nhật tới đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chúc cho quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Quý vị và các bạn xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.